せーの、でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。こんにちは、マナ。Lại là Miu Lẹt Đẹt đây. Lâu lắm rồi mới gặp lại mọi người. Mình ngắm chăn một lượt đi ha. Mình sẽ vào chăn. Mình biết Miu đang vẽ trên cái gì không? Đây chính là cái sàn chính hiệu đấy. Trời ơi, cái bàn của Miu gặp sự cố rồi. Nhưng mà thôi kệ, đang ở đây vừa được hít không khí lại được hưởng ánh sáng mặt trời. Thì hôm nay nè, bình thường Miu sẽ phun chăn đúng không? Nhưng hôm nay do một số lý do thì chắc chỉ có like thôi. Miu chỉ like được thôi. Sau khi like xong thì Miu sẽ tính đến chuyện full mà cũng chắc không đâu ta. Vì Miu bận lắm, nhưng thực ra đây chỉ là một lý do ngụy biện thôi. Do sự lười biếng của Miu mới lại tô ngu. Và sự tô siêu ngu của Miu nữa. Nhỡ lỡ tay làm hỏng chăn thì sao? Đến lúc đó thì cũng không biết ra sao đâu. Sẵn tiện shop rộng luôn cho mọi người. À, nhân tiện nói luôn, Miu phát âm sai một vài từ. Miu ngọng, giọng hơi chua, khó nghe, mong mọi người thông cảm nhé. Thì gần đây Miu hay bị người ta nói mình chất chăng á, mọi người. Thực ra mới đầu còn không biết chắc là cái gì, nhưng sau khi tìm hiểu thì biết rồi. Bây giờ mà phản đam thì chắc cả mọi chuyện còn gắt hơn nữa. Vậy nên Miu quyết định làm video sau để giải đáp mọi thứ. Nhưng mà để ngày mai nha. Thực ra nói Miu trước thì cũng không biết là có đúng hay sai. Không đúng mà cũng không sai. Vì một số bức Miu vẽ khá là giống nữa, mới lại co vần nhiều ít óc, nên mọi người nhờ cũng đúng mà. Thôi thì mọi người nghĩ sao thì nghĩ đi. Nhưng mà mình cứ nghĩ thử coi, chắc thì nó cũng có nghĩa đen và nghĩa xấu của nó mà. Bức này nhìn chi tiết vậy nhưng mà có vẻ Miu phát khá là sạch đúng không nè. Thế nên mới gọi phải dùng thứ gọi là bảng sáng. Hiểu em, nếu chưa hiểu thì bảo Miu giải thích lại nè. Nhưng mà chắc hiểu rồi. Nhưng cái bảng sáng của Miu không phải cái bảng sáng bình thường, mà cái bảng sáng do Miu tự chế ra. Mà chế ra sao thì không nói cho mọi người được. Nhưng với một chuyên gia Photoshop thì chuyện này cũng chả là gì cả. Đúng không này? Đồ phát bản đến đâu thì cũng đủ để biến bức tranh mình trở lên hoàn mỹ. Mặc dù Miu không phải Photoshop nhưng vẫn đủ sức để biến nó đẹp hơn đó. Mà nó cứ tự nhìn con, đừng nghi ngờ Miu. Mà tiện thể đối với những bạn không biết thì nói luôn là bút A của Miu là bút A xanh nha. Và gần đây Miu cũng thắc mắc một chuyện là sao Miu đi đến đâu người ta cũng đề cập đến chuyện mua họa cổ vậy ta. Mà Miu thì cháy túi từ lâu rồi. Lý do tại sao cháy túi thì chắc không phải nào biết, sắp biết rồi đấy. Gần đây kẹt tiền quá, mà muốn mua mà cũng không được. Nên mà nó hiểu cho Miu đừng hỏi nữa, Miu sẽ càng đau đầu thêm nữa. Thôi 28 nữa à, cho mà nó coi nha. Chủ yếu Miu cũng chỉ muốn cho mà nó nghe nhạc cho nghe đỡ xàm. Miu nói cái gì cũng xàm hết. Mà bức này bây giờ mới để ý là nó là Miku á. Jin Lam nè. Bây giờ đến ai đây cũng không biết nữa. Vậy chèm bài Miku đi. Bài này là bài Miu thích nhất của Miku á. Giờ pha chỉ chưa được một nửa thôi. Thôi đừng chịu vậy. 2, 3.
thôi.